Dạ hello, xin chào ông bà cô chú bác và các bạn nha. Hôm nay là hôm nay là chủ nhật, xin lỗi. Hôm nay là chủ nhật thì tới thứ năm này là Black Friday. Cho nên là mọi cái nơi á, họ để chữ sale, big sale. Thì bây giờ mình tới Costco, mình dẫn ông bà cô chú và các bạn đi bên trong thử coi trong Costco hôm nay nó sale cái gì nha các bạn. Đây. Nó gửi giấy về cho mình sale này nhiều lắm mà để mình vô trong coi. Đi ông bà cô chú ơi. Hôm nay xe rất là đông luôn. Hôm nay lễ nè. Người đi ra tấp nập luôn, quá đông luôn. Thôi mình đi cái hướng này cái chữ nó bị chữ nó bị không thấy. Đây, thấy nè, Costco. Đó. Xe không có chỗ đậu luôn nha các bạn. Đây nè. Lớn gì đây nè. Các bạn quay hết một cái vòng tròn này luôn nè. Đây, vừa bước vô cửa tivi quá chừng luôn, cái nào cái nấy bự chập bá lửa luôn. Cái tivi đẹp quá các bạn ơi, mình nhìn mình thấy mê quá mà mắc tiền quá à. Cái này mình nhìn giá 1.599 đồng 99 sen, coi như 1.600. Ở Mỹ này cái gì cũng có 99 sen hết chứ, nó có lẻ gì đó. Mình thích đi vô trong Costco này, họ chất nó giống như là rất là thoáng đó. Mình nhìn từ bên đây xuyên qua mé bên kia luôn á, chứ nó không có nhìn thấy tùm lum. Thôi bên mé bên kia đông người đi quá, để mình quẹo qua mé bên này đi cho nó lẹ hơn. Mình đi mé bên kia đông á, mình phải đợi. Hôm nay á, mình thấy họ bán nhiều cái mặt hàng, thấy giá nó cũng ok các bạn. Mấy cái tivi này họ cũng đã sale rồi đó, chứ nếu không sale là còn mắc nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua cái hướng bên đồng hồ đi. Mé bên Apple Watch á, đồng hồ đeo tay á, nó dính với cái điện thoại mình luôn á. Mình khi mình gọi điện thoại thì nó sẽ connect qua bên cái đồng hồ luôn. Trước khi đi tới đằng kia thì mình thấy cái laptop ở đây nè. Laptop đẹp quá. Này 1.599 đồng 99 sen nữa nè. Mình nói rồi, Mỹ cái gì nó cũng có lẻ chứ, 200 đồng 19 99 sen, 1.900 mấy luôn. Wow, có cái mắc cái rẻ nha các bạn. Rồi quẹo qua mấy anh này Apple Watch à, cái này cái hiệu này cái hiệu gì á, đời đầu nó rẻ, còn cái loại này Apple Watch này là có 218 đồng 99 sen, này là quá rẻ luôn á các bạn. Các bạn có thấy cái clip này đi vô mua Apple Watch đi, rất là rẻ luôn. Hồi lúc nó không sale là nó tới mới có thể là 300-400 luôn á, mà bây giờ còn có 218. Xài cái đồng hồ này nó rất là tiện, khi các bạn làm việc á mà bạn bè gọi á thì nó connect vô cái đồng hồ, mình đeo cái đồng hồ, mình nhìn vô cái đồng hồ mình biết ai gọi. Mùa này á là tuần này á là Black Friday, nhưng mà họ sale đồ khuyết mịch cũng rất là nhiều luôn. Đồ này treo cho khuyết mịch nè, 19 đồng. Cái chậu hoa này đẹp quá. Ồ, cái lá này rất đẹp luôn, chín như có 16 đồng à. Rất là đẹp luôn. Wow. Yeah. Màu đẹp quá. Đây color look like my jacket. Pretty. Yeah. Rồi, muốn mua diamond thì quẹo qua đó. Trong đây có bán vàng với hộp sòn luôn nha các bạn. Đó. Cái đa bông này 250 nè. 250 nè. 220 nè. Ồ, cái đa bông nó bốn mấy đồng đẹp quá ha. Nè, cái đa bông này bốn mấy đồng đẹp á. Ngọc trai. Đa bông ngọc trai đẹp quá. Vòng này hộp sòn thiệt nè. 4.299 đồng, chút kéo keo các bạn, cái này hộp son thiệt. Đây mình này quay thôi mua không nổi nữa. Chiếc nhẫn này 2.000 mấy nè. Ồ, chiếc này 3.000 mấy đẹp quá ha. Wow, 3.799 đồng đẹp. Thôi đi qua chỗ khác đi, đông lắm đó, mọi người ơi, đông lắm luôn nè. Trong Costco á, đồ lạnh nguyên bộ mà có 10, để mình zoom lại cho các bạn xem nè, có 15 đồng nguyên bộ luôn. Nên là người giá bình dân, nên nhiều người mua.
còn cái chỗ này là bánh, trời ơi, cái ổ bánh này ăn cái no luôn. Cái này 8 đồng 9, như 9 đồng cái. Trời, có cái bánh nè các bạn, bự à. Dễ sợ không? Một cái bên kia 16, 14, cái này 9 đồng. Bánh của Mỹ bự thật là bự. Mình đi vô tới đây mình thấy cái bàn 1.399 đồng 99 sen, nhưng mà nó rất là dài luôn nha bà con. 8 ghế luôn. Cái bàn quá đẹp luôn. 1.399 nè. Mà coi như 1.400. Mình rất là thích cái bộ ghế này luôn các bạn. Nè. Nó có dính vô 8 cái ghế này luôn. 1.400. Dài thiệt là dài luôn nè các bạn. Nhà mình đang giữ baby cho nên không có chỗ. Mình thích cái này lắm luôn. Còn cái này là thịt cừu. Một miếng gì đây là 27 đồng như 28 đồng nha các bạn. Thịt cừu 30 đồng. Mình lấy dĩa này mình ăn cho biết. Đây là thức kỳ limit 5. Đây, để mình quay lại con thức kỳ cho các bạn xem nha. Trời ơi nó bự. Cái con này sao vậy, mắc tiền như vậy. 19, con này là 60 mấy đồng. Wow, bự quá. Con này 27 đồng. Để mình lựa con nhỏ nhỏ. How much for this one, sir? It says 56.60. 349 a pound. But why the lady, she told me, I don't know, they why this one, this too much. Well, this is organic. Oh. This is why it's so much expensive. That's really it. Thank you. Còn qua đây là hàng cá. Cá trong Costco ngon là miễn bàn. Ở trong đây á, là cá đó là họ bắt từ ở ngoài biển vô, cho nên giá nó cao nhưng mà hàng ngon nha các bạn, chứ không phải là hàng cá nuôi. Hồi xưa mình đi mua mình cứ so sánh tại sao chỗ rẻ chỗ mắc. Thì người ta giải thích là cá bắt ở ngoài biển nó sẽ mắc hơn, là người ta giải thích đó, mình nghe mình rất là hợp lý. Còn cá nuôi thì nó rẻ hơn nha các bạn. Cá trong Costco thì rất là ngon rồi. Thịt này ở trong cái chợ này, cái miếng này nó có 19 đồng rồi các bạn ơi. Xeo rẻ ghê vậy đó. Ờ, rẻ không? Nè, 19 đồng rồi. 19 đồng mấy rồi, trông quá trời nhiều luôn. Thật là nhiều luôn. Trong đây cái này thịt rẻ. Thịt bò ở trong đây, trời, cái miếng này 6 mấy 70 đồng. Cái này 5 mấy đồng, 3 mấy đồng. Thịt ở trong chợ Costco này là mình đi vòng vòng không có thấy cái chỗ nào mà tươi mà giống như chợ này. Cái này 35 đồng. Cái này 35 đồng ăn nguyên gia đình ăn không hết luôn các bạn. Quá ngon luôn. Còn qua đây là sườn bò. Một dĩ gì đây là 23 đồng. Mà cái này về ốp á, nướng ăn là rất là ngon luôn. Còn không có các bạn nấu phở, các bạn bỏ vô ăn là số dách luôn, ngon lắm. Thịt bò trong đây nhìn nó rất là tươi. Mua thịt bò mình thích vô đây mua hơn là mấy cái chợ khác. Nó ngon. Qua đây cũng là bánh nè các bạn. Ôi, nhìn ngon chưa các bạn. Sữa bơ nè. Bữa nay mình ù nè, mình không có dám ăn mấy cái này các bạn ơi. À, bạn thấy bánh trái cây nè, ngon không? Một hộp gì đây nhiêu ta? Không thấy. Ờ, hộp 11 đồng đó. Hộp này 11 đồng, dính như 12 đồng các bạn. Nhìn ngon dễ sợ ha. Wow. Quá trời bánh. Cái này là bánh sừng trâu của Mỹ. Một lần 4 đồng mấy, bây giờ 5 đồng mấy nha các bạn, lên 1 đồng. Quá xá nhiều luôn, bánh này ngon lắm nè. Nhưng mà cái bánh này nó rất là ngon, nhưng mà các bạn mua về ăn trong vòng 1 tuần thôi nha. Các bạn để còn không có, các bạn để tủ lạnh chúng có nó hư. Wow. Cái này cái bự nè. Nhưng mà thôi mình sẽ đi vòng á, mé bên kia mình lấy cái nhỏ. Đó, cái bên kia cái bự.
Ủa nó có cái nhỏ không ta? Mình thấy cho cái nào nó cũng giống cái đấy vậy. Bữa nay cái nào cũng giống cái đấy à. Wow, ngon quá các bạn ơi. Ủa nó giống nhau, thôi mình lấy hộp này đi. Nè, các bạn thấy không? Có 5 đồng 99 nè. Màu quá trời nhiều luôn nè. Lấy hộp này. Bánh này ngon lắm các bạn. Mua ăn liền với giòn lắm. Ê, chỗ này là đây, cái lò bánh luôn các bạn. Ở trong đây có cái lò bánh. Bánh mì. Ủa bánh mì này bánh gì 5 đồng mấy ngổ ta? Bánh mì này có cái gì giống mà mắc dữ ta? Hay nữa. Ồ bánh mì nóng luôn. Ồ cái bánh mì này còn nóng hổi luôn các bạn ơi, mới vừa đem ra luôn á. Wow, mình mua một cặp này về cho gia đình mình ăn nha. Ngon ngon quá. Đây. Mình sẽ mua cái này về cho gia đình mình ăn. Ồ các bạn ơi, cái bánh này 9 đồng, cái bánh này kêu là cái bánh gì các bạn? Bánh Mỹ này các bạn ơi. Ôi là trời nó bự, cầm không muốn nổi luôn. 9 đồng cái. Wow. Ở trong đó đó các bạn là họ để rau nho rồi trong đó, nó rất là lạnh luôn. Đó, lạnh lắm luôn. Thôi mình đứng ngoài này mình quay cho các bạn xem một chút thôi. Ở trong Costco hôm nay á, mọi người coi cái trái lựu nè, nó bự nè. Một thùng 10, cái này là 18 đồng 99 nha các bạn. Wow, trái bự quá trời luôn. Cái này là để là California. Này ta trồng bên California. Một thùng 19 đồng. Wow, cái này chắc ngon lắm á. Cái nào cái đấy nó bự, thiệt là bự luôn á các bạn. Ở trong video á thấy không có bự bằng ở ngoài luôn á. Ở ngoài bự dữ lắm. Thì ở trong đây bữa nay bơ cũng rẻ luôn các bạn ơi. 6 trái mà có 4 đồng mấy à. Thôi mà trái bự dễ sợ luôn á. Wow. Đây nè. 4 đồng 59 mà trái nào trái nấy bự lắm luôn. Qua bữa nay rẻ. Mà hình như đa số là thấy gần tới lễ á, cho nên giá nó ok á. Cái chân chỗ này là trái cây không à. Mình đã mua con gà xong rồi mình mua cái gì ta, cái củ phai luôn. Một bịch phai gì đây có 7 đồng 99 nè. Ôi ôi, mua con gà xong thì mình cũng phải mua bịch phai luôn. Để tới bữa đó mình luộc. Mình luộc xong mình làm luôn. Thôi mình lấy một bịch phai này đi. Nhà mình hàng năm làm gà đó là mua cái loại phai củ vàng này nè các bạn. Tỏi một bịch gì đây 5 đồng 69 nha. Đây. Một bịch tỏi bự thiệt là bự luôn. 5 đồng 69. Đó. Vô đây mua cái gì nó cũng lời cũng rẻ. Tại chợ này chợ bự, chợ sỉ. Ồ, tỏi ngay chân chỗ này nè. Quá trời nhiều luôn. Ôi, thơm cũng rẻ luôn. Ôi, cái trái thơm này nó bự cái nè. Ôi, có 2 đồng 79 một trái à. Nó bự bằng mình luôn. Ồ, nó bự thấy sợ luôn. 2 đồng 79 à, thôi lấy 2 trái luôn đi. Đây là dưa hấu 7 đồng 99 cũng như 8 đồng nha. Đây. Dưa hấu trái bự quá trời luôn. Mình sẽ lấy một trái luôn. Mình mua con gà tây để mình nấu thì không thể nào mà thiếu được cái món bắp luôn các bạn. Mua củ khoai xong thì mình cũng phải mua một cái thùng ngô. Ăn tất kỳ là phải có bắp. Một cái thùng này 11 đồng 49. Nhưng mà mình mua về mình làm chừng 2-3 lon thôi. Nhưng mà mỗi mốt mình để mình ăn cho những lần khác cũng được. Cái này nó không có hư. Cái này nằm trong lon. Rồi mình sẽ vô đây mình lấy xà bông này. Nhà mình xài tùy theo lúc có thai hay là cái hiệu ren này cũng được. Mà nó sale thì mình mua thôi. Thì hôm nay cái này nó còn 18. Hôm nay mình sẽ lấy cái này. Vô đây á, mua nó rẻ hơn ở ngoài nhưng mình mua sỉ á. Ở trong Costco á, bà con có bán gạo. Gạo này là cái bao này giống như là gạo Thái nè. Mà hình như là có hình con voi á. 50 phao luôn. Mà có 41 đồng nha các bạn. Nhưng mà cái này nhiều người ăn người ta nói ngon lắm nè. Nè 50 phao. Đây để mình quay cái bao cho các bạn xem luôn nữa. Gạo giống như là có cái hình con voi đó.
người ta ăn rồi rất nói rất là ngon nha các bạn. Rồi gạo hoa mai này nè, gạo hoa mai này cũng ngon luôn nè, 50 phao gạo hoa mai đây. Đó. Bây giờ hôm nay mình sẽ lấy cái bao này mua ở trong đây rẻ hơn ở ngoài kia, hai bao là tới 30 đồng luôn. Mình mua bao này là đằng kia lợi được cái bao nhỏ luôn đó các bạn, cho nên là trời 50 phao nghe nặng lắm luôn đó, mà ăn được nhiều đó. Gạo hoa mai nha các bạn, bạn của mình nó ăn thôi khổ nặng dữ luôn, bây giờ không có chỗ để luôn nè, nặng dữ luôn. Mình sẽ dinh mình để xuống đây rồi, mình để vô xe rồi. Đó. Rồi nhiêu đây ra chứ 200 mấy. Mình vô Costco mình cũng rất là thích hoa ở trong đây. Cái bó bự này là một bó như vậy là 18 đồng 99. Còn hoa hồng mé bên đây thì một bó là 10 đồng 99. Mình rất là thích cái hoa này luôn, nó rất là lâu tàn. Mình sẽ lấy một bó, hôm nay cũng gần tới gầm rồi. Rồi mình ra tới chỗ tính tiền nè, đây chỗ cổng tính tiền nè. Wow, chiếc xe này của mình ra chắc tính nhiêu đây, hơi bị nhiều quá nha. Đó, mình mua một bó hoa. Mình rất là thích đi vô trong chợ Costco á, lúc mình ra tính tiền á các bạn, là nhân viên á họ chất lên cho mình, họ tính tiền xong rồi họ để vô xe cho mình luôn, cho nên là mình không có cần ginh lên ginh xuống gì hết trơn. Hôm nay gần lễ nên đồ ở trong đây là có nhiều món sale rất là nhiều luôn á. Mỗi một món xuống có thể mấy đồng, bạn đồng mấy hai đồng cũng có. Cuối clip em xin cảm ơn ông bà cô chú bác và các bạn đã xem video của em. Đừng quên cho xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ em với ông bà cô chú. Thank you, bye bye.